Mày mày đặt tên tác phẩm này là Long Vân Vườn Thạch. Được không? Nghe bạn nhỉ. Như con rồng uốn lượn trên một ngọn núi này, làm mông tán tàn vân. Đấy, có ảnh đẹp chưa? Trong kia có cây gọi là Ngũ Hổ Quần Sơn. Ngũ Hổ Quần Sơn. Đấy, thế thì lát núi. Đấy, đẳng cấp trong kia là Ngũ Hổ. Đẹp đấy, con này vào ảnh đẹp. Lộn tông phèo giờ phết đấy. Đây này. Bắt ảnh luôn. Đây đấy. Hệ thống cái đầu rồng này, uốn lượn này. Cũng thành con rồng. Rơi cái đấy ra, treo leo. Ôi trời, này treo hỏi, bất cây. Núi đá treo leo, mấy cung trèo đường tình phẳng nặng khó mà leo. Đấy, giờ bạn thử trụ bạn lại áp thơ vào thì quá hay. Đây. Kinh điển luôn. Con này có cái đầu rồng đẹp này, treo đu đưa này. Văng cái đầu rồng ra ngoài. Cái này mua của anh Hùng Xiếc à? À đây, ngày xưa nó ngày xưa dáng nó đổi khác chứ đúng không? Ngày xưa làm dáng à? Bạn chú về vật à? Đứng lên thì... Chơi nằm nó chán rồi chơi đứng. Đổi dáng, vật đổi dáng cái rồi là khác hẳn nhỉ? Đà lắm ấy. Anh thấy em nhặt được mấy hòn đá gắn vào hợp lý đấy nhỉ. Ừ. Anh Trúc, con này anh Cút hỏi suốt nhỉ. Đấy. Anh với lại Minh Dưỡng nhỉ, Minh Dưỡng cũng hỏi thăm con này để mua đúng không? Mấy anh em dáng đẹp. Được. Đấy, kéo cái này lên cho nó hở cái đuôi con rồng. Bắt dáng đấy. Được rồi, anh Kiên bắt được mấy con đẹp đấy. Chúc mừng nhé. Đây, xem con to này. Đây, cái vườn này là vườn của anh Ba Văn, Thạch Thất. Đang có một cái con hàng khủng to ở đây. Con này thì cái hệ thống tay của nó đẹp lắm các bạn ạ. Con này có cái hệ thống tay đẹp quá bạn chú ơi. Này, nó có quả tay rơi đẹp thế. Quả chết tiền đấy nhờ. À, quả tay xin tiền này là cũng kinh khủng đấy. Rơi quả đẹp quá, quăng quật. Con này cái hệ thống tay này thì đẹp thôi rồi này. Nhìn sướng lắm, to đầm đã. Đó, nhìn cái con này có cái tay là phê quá các bạn ạ. Nhìn cái tay thích quá. Kết cái bộ cái tay cây này quăng ghê thật. Cả cái tay bên này cũng đẹp này. Được hai cái tay, một tay hai to và đẹp. Giá trị quá cơ. Quá giá trị về cái bộ tay này. Đấy, hệ thống tay đẹp chưa các bạn. Và đặc biệt cái tay bên này nó có cái điểm rơi mới sướng này. Quăng quật. Đây được cái bộ tay nó đẹp, cái khung đẹp. Cái thân pháp của nó thì hơi đuối một tí thôi, nhưng mà cái bộ từ tay 1, tay 2 phần ở trở lên đẹp quá các bạn ạ. Đến cái phần tay 3, tay 4 và cái quả ngọn. Đường chạy nó quá đẹp. Ôi, nó tay nó to, quăng rơi thích quá. Và hệ thống tay 3, tay 4 ở trên cũng quá là dẻo, đẹp. Bạn định cho cái nào đi chỉ nạm tới đây đấy. Đó, thành cái cây này đúng không? À. Cái này thì di động. Sao cái loại sợi ống nước thế này? Ăn mỗi bát phở là chạy khắp. Hả? Sao ống nước chả sợ. Nó bị bít nó. Tháo nó ra. Cái da này nhỉ? Khục khịch nhỉ? Con này da nó. Da. À, con này hình như lấy của ấy nhỉ? Của Quyền đúng không? Không biết được. À, cái này cái của Tuấn, Tuấn Đặng. Cái này Tuấn Đặng. À, để kéo cái canh này vào đấy để che thân à? Nuôi, ở đấy cắt nó nắng. Ừ, thế quát quát vào đây để che cái thân. Đúng rồi, nắng kéo vào đấy che.
Vén ra để xem cái đã. Gai nó nổi nhiều quá. Ơi nhiều gai. Ấy, cái này đẹp đấy. Đâu xem cây si nào. À si cái si cổ đấy à. Si cái mơ này, làm gì có si nào. À, cây được cho cái chỗ đá đẹp đấy. Bé đấy. Si cổ. Hai người bê nhẹ đấy. 303. Giá 303. Để chốt. Kim mơ 303 ấy. Ừ. Đẹp chưa? Đấy, ghi luôn số 3 TT. Cổ xịt luôn. Nhiều cây quá. Thụ cây ghê nhỉ. Quá đẹp luôn. Nhìn cây là thụ cây đấy. Cây nó cổ, cổ thụ gọi là cổ thụ. Bé như này cổ thụ. Được cái già này, nhìn cái này già sướng này. Đấy. Đấy, ngắm độ già thấy chưa? Đẹp bốn mặt. Cây này cũng phải bàn. Mất tin bên này đúng không? Tiền, mất tiền xứng đáng. À, bên này là sâu cây. Ôi, mất tiền bên này, khoe bên này là bị sâu cây chứ. Không sợ người ta mua mất à? Đây này. Cái long cổ. Úi dồi, có cây khế sướng chưa? Quê hương là trùng khế ngọt này. Quay. Đường thon chạy như là cái con nhìn là giống con gì ấy nhỉ? Con hạc à? Là có hai cái chân kìa. Đây, hai cái chân đây này. Đấy. Cái khế này tuyệt quá. Quả sướng thật đấy. Xài chúc chữ quả. Chứ là những con gà trọi như cái con gà gà đồng tảo ấy. Đây là cái khế này, khế gà đồng tảo này. Đúng y đúng hai cái chân gà đồng tảo. Cái mình gà này. Cái khế này là khế gà đồng tảo nha quý vị. Chân đúng chân gà luôn. Đúng như con gà đồng tảo. Đấy, giống con gà đồng tảo chưa quý vị? Hai cái chân to. Mình con gà rõ ràng. Không còn phải hạc, phải hiếc gì cả. Cho luôn là gà đồng tảo. Chân nó như thế này mà hạc chân nó phải mảnh khảnh. Nó phải nhỏ gầy cao. Chân to như là cái bắp tay. Chân nó như thế này, hệ thống chân. Cái mình của nó này, béo nhẵn béo tròn. Thịt rất lạc. Đúng con gà đồng tảo được. Quá ấn tượng với con gà đồng tảo này. Nào chị Đại bỏ cái mũ ra để review cái xem nào, lên sóng chị đẹp cái nào. Bỏ cái mũ ra. Hôm nay bỏ cái mũ cho chị Đại lên sóng cái nào. Vâng vâng.
Để quay coi cái đã. Ôi, dáng đẹp chưa? Bóng dáng như thế này. Thỉnh thoảng đi gặp những cây nó là lạ hay lắm các bạn ạ. Hôm nay được gặp cây khế dáng cây gà đồng tảo. Chuẩn gà đồng tảo luôn. Đợt này vườn này cắt nọc ra nhiều quá. Để thế này cũng hoành tráng đi. Bóng dáng rất đẹp kiểu.